Chào mừng các bạn đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam với hơn 14 năm kinh nghiệm. Như các bạn cũng đã biết thì du học Singapore là nơi được nhiều bạn sinh viên Việt Nam lựa chọn là điểm đến du học. Học tại Singapore học phí thì khá thấp, về môi trường được mệnh danh là xanh, sạch, đẹp, an ninh và an toàn, bằng cấp cho các trường đại học danh tiếng của Anh, Úc, Mỹ. Visa thì nhanh chóng, dễ dàng và không cần phải chứng minh tài chính. Và Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của hàng trăm trường tại Singapore. Và những bạn nào quan tâm đến ngành du lịch khách sạn và muốn được làm việc trải nghiệm thực tế, đồng thời lại có lương thực tập ở những khách sạn 4 năm sao, những resort cao cấp, thì Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến các bạn Học viện Quản lý Nanyang. Và đối với những bạn sinh viên có ý định du học Singapore, điều lo lắng nhất có lẽ là về Anh văn. Và đối với chương trình học của Nanyang thì yêu cầu vào tiếng Anh IELTS là 4.5 trở lên. Nhưng nếu không có chứng chỉ tiếng Anh của các bạn sinh viên thì sẽ được làm kiểm tra Anh văn trước để mà trường sắp xếp cách độ học bao nhiêu tháng sau đó để vào học khóa chính của trường. Chương trình học Anh văn tại Nanyang tối đa là 6 tháng từ cơ bản, trung cấp, nâng cao mỗi cấp độ 2 tháng, học phí khoảng $2,200 sinh ra 2 tháng. Và trường Nanyang khai giảng khóa Anh văn hàng tháng để sinh viên Việt Nam dễ dàng đăng ký. Về chương trình tiếng Anh 6 tháng tại Học viện Quản lý Nanyang, sinh viên sẽ được rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Khóa học sẽ trang bị cho sinh viên khả năng sử dụng tiếng Anh trong cả kỹ năng nói và viết, tăng cường trình độ tiếng Anh để sinh viên có thể hoàn thành các bài tiểu luận như là báo cáo, bài luận trong ngành học sinh viên đã chọn và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Về cơ hội việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Học viện Quản lý Nanyang, thì sau khi mà sinh viên hoàn thành khóa học tại Học viện Quản lý Nanyang, cơ hội việc làm rất cao. Riêng với ngành quản trị du lịch, nhà hàng, khách sạn, trường có thực tập 6 tháng tại các khách sạn tiêu chuẩn quốc tế như là Furama City Center, The Ritz-Carlton, Millenia Hotel Royal, Blackview Hotel, Orchard Hotel, v.v. và với mức lương trung bình là từ 800 đến 1.000 đô la sinh để các bạn có thể trang trải chi phí cho mình. Và ngoài ra, với vị trí nhằm thuận lợi nằm ngay tại thành phố Singapore thì sinh viên sẽ dễ dàng tiếp cận với các điều kiện sinh hoạt và học tập. Khi các bạn làm hồ sơ du học Singapore tại Học viện Quản lý Nanyang thì Tân Đại Dương có những hỗ trợ đặc biệt dành cho sinh viên Việt Nam như sau: hoàn toàn miễn phí 100% khi làm hồ sơ du học Singapore và cam kết không thu bất kỳ phí nào ngoài chi phí của trường đưa ra trên thư nhập học, và đồng thời hỗ trợ vé máy bay một chiều đến Singapore nhập học. Và Tân Đại Dương sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc cho các bạn trước và sau khi du học, hướng dẫn đường đi, bản đồ, nơi ăn ở, trường học tại sinh, hướng dẫn mua ngoại tệ tỷ giá thấp, đăng ký làm thẻ ngân hàng miễn phí tại sinh hay là Việt Nam, và đăng ký thẻ mua tàu điện ngầm hoặc là xe bus. Và mọi thông tin chi tiết thắc mắc về du học Singapore cũng như là ngành du lịch khách sạn tại Học viện Quản lý Nanyang thì các bạn hãy liên hệ đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gọi đến số 0838 382080 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.